6 dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng mà bạn chưa biết. Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến hiện nay, xếp thứ 4 hoặc thứ 5 trong số các loại ung thư. Bạn có biết rằng rất nhiều người xung quanh chúng ta có thể đang mắc phải căn bệnh này, thậm chí là người thân trong gia đình. Sau đây là 6 dấu hiệu nhận biết sớm ung thư đại trực tràng để bạn có thể kịp thời xử lý và điều trị. 1. Đau bụng dai dẳng. Cảm giác đau bụng liên tục và không dứt là một dấu hiệu không nên bỏ qua. Khối u phát triển có thể chèn ép các mô xung quanh, gây ra cơn đau âm ỉ khắp vùng bụng, không giống như đau ruột thừa thường chỉ ở một vị trí. 2. Thay đổi hình dạng của phân. Hình dạng của phân có thể cho thấy dấu hiệu ung thư đại trực tràng. Nếu phân trở nên mỏng như đầu bút chì, đó có thể là do khối u chèn ép làm hẹp đường ống đại tràng. 3. Thay đổi thói quen đại tiện. Nếu bạn đột nhiên bị tiêu chảy nhiều lần trong ngày hoặc xen kẽ giữa tiêu chảy và táo bón mà không có lý do rõ ràng, hãy cẩn thận. Điều này có thể liên quan đến rối loạn chức năng đại tràng. 4. Sụt cân không rõ nguyên nhân. Sự giảm cân đột ngột và không có nguyên nhân rõ ràng là dấu hiệu chung của nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư đại trực tràng. Khi tế bào ung thư phát triển nhanh, chúng tiêu tốn nhiều dinh dưỡng, dẫn đến cơ thể thiếu hụt và sụt cân. 5. Mệt mỏi kéo dài. Cảm giác mệt mỏi và uể oải kéo dài có thể do cơ thể không nhận đủ năng lượng và dinh dưỡng do tế bào ung thư tiêu thụ. Đồng thời, độc tố tích tụ trong cơ thể cũng gây ra mệt mỏi. 6. Đi ngoài da máu. Máu trong phân là dấu hiệu nguy hiểm. Nếu máu đỏ tươi có thể dễ nhận thấy khi khối u gần hậu môn, nhưng nếu máu làm phân đen có thể do khối u ở phần cao của đại tràng. Thậm chí, máu ẩn trong phân chỉ có thể phát hiện qua xét nghiệm. Điều quan trọng cần làm. Phát hiện sớm ung thư đại trực tràng có thể cứu sống bạn. Nội soi đại trực tràng là phương pháp chính xác nhất để kiểm tra. Đặc biệt, nếu bạn trên 50 tuổi hoặc có người thân mắc bệnh, hãy đi kiểm tra định kỳ. Hãy lắng nghe cơ thể và chú ý đến những dấu hiệu này. Đừng để đến khi quá muộn. Nếu thấy video hữu ích, hãy like và theo dõi kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.